Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với thí sinh tiếp theo, mã số 06, thí sinh Lê Thị Cẩm Loan, 52 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân, một ca khúc của Phạm Minh Tuấn, thơ Elena Superman qua phần thể hiện của thí sinh Lê Thị Cẩm Loan. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Văn Thị Minh Hương có đôi lời nhận xét. Chào bạn Cẩm Loan. Trước hết thì tôi xin cảm ơn ông xã và hai con trai của chị đã ủng hộ. Nếu không có gia đình thì tôi nghĩ là khán giả với là bạn giám khảo không được nghe cái những cái giọng hát và những cái thể hiện rất là cảm động của chị. Cảm ơn anh và hai cháu. Đây là một bài thơ trữ tình, lãng mạn nhưng mà cách mạng. Có ai nói là nhạc truyền thống cách mạng là không lãng mạn. Chúng ta nghe và chúng tôi rất là xúc động. Tuần trước thì chúng tôi nghe chị hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh.
Đó là cái bài hát trữ tình lãng mạn. Hôm nay chị hát một bài hát làm tôi rất là xúc động, thật sự là xúc động. Đến nỗi mà hồi nãy là MC mời tôi cũng vẫn còn nhìn chị. Cảm ơn chị. Và đó là một lời khen rất là quý báu đối với thí sinh Cẩm Loan. Xin được cảm ơn tiến sĩ Văn Thị Minh Hương. Quý vị có thể ủng hộ cho thí sinh nữ đầu tiên của đêm chung kết ngày hôm nay bằng cách nhắn mã số 06 gửi đến tổng đài 8534.